dù hè thu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã đến nhưng sản lượng chưa cao, trong khi nhu cầu gạo vẫn lớn đẩy giá gạo xuất khẩu tiếp tục tăng nhẹ. Cụ thể, mới đây gạo 5% tấm của Việt Nam được chào ở mức từ 585 đến 590 đô la Mỹ một tấn, tăng so với mức 585 đô la Mỹ một tấn một tuần trước. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, không chỉ nhu cầu của thế giới cao, cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia cũng muốn nhập thêm gạo. Dự báo nguồn cung gạo sẽ cải thiện từ tháng 6 khi vào chính vụ thu hoạch hè thu. Hiện nay, nước ở sông Tiền, địa bàn tỉnh Tiền Giang đã giảm độ mặn theo từng ngày, tần suất xuất hiện những cơn mưa đầu mùa nhiều hơn. Bà con nông dân đã chuẩn bị gieo sạ lúa hè thu với niềm tin sẽ trúng mùa, trúng giá. Bà con nông dân ở các huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, thành phố Gò Công đang khẩn trương cải tạo đất, lựa chọn giống tốt để gieo trồng vụ hè thu khi bước vào mùa mưa, nhất là cây màu đã và đang được nông dân dùng ngọt quá Gò Công xuống giống sớm để đón giá cao. Theo kế hoạch, vụ lúa hè thu năm nay, toàn vùng Chợ Gạo, Gò Công của tỉnh Tiền Giang sẽ xuống giống với diện tích là gần 20.000 ha, rau màu sẽ gieo trồng là 15.400 ha. Nhiều ngày qua, các hộ nuôi cua biển tại Cà Mau đã dời đi nỗi lo cua chết hàng loạt. Hầu hết các vuông nuôi, bà con đều tập trung thả cua giống trở lại do thời tiết nắng nóng đã giảm nhiều. Thời điểm thả giống lần này trễ hơn so với những năm trước gần cả tháng và cũng là đợt thả bù khoảng cách lâu nhất tới gần 3 tháng tính từ đợt thả trước. Do nuôi thả tự nhiên, diện tích rộng nên đa phần các hộ đều ít xử lý diệt khuẩn ao nuôi hay cắt vụ chặn mầm bệnh theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Dù vậy, bà con cũng an tâm hơn vì tin chắc lượng mưa tới đây sẽ đủ lớn, đảm bảo vuông nuôi không còn mặn cao. Biến đổi khí hậu và áp lực của thị trường khiến cho ngành nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long gặp không ít khó khăn. Vì thế, nhiều bà con đang thay đổi mô hình sản xuất khi linh hoạt chuyển đổi con giống hay nuôi luân canh, xen canh với các loại thủy sản khác. Chẳng hạn như là Hợp tác xã Dịch vụ Nuôi trồng Thủy sản 30 tháng 4 của tỉnh Bạc Liêu đã chọn con cá dứa để chuyển đổi. Còn tại Cà Mau, nhiều hộ nuôi cá kèo làm mô hình chuyển đổi. Những ao nuôi tôm công nghiệp trước kia, giờ đây thả nuôi mỗi năm một vụ cá. Thời gian còn lại, bà con thả nuôi các đối tượng khác để có thêm thu nhập. Cùng với giá trị kinh tế, một lợi ích thấy rõ nhất phải kể đến là nuôi cá trong ao tôm. Dù luân canh hay xen canh sẽ góp phần cải thiện môi trường nước, giúp vụ nuôi tôm sau ít phát sinh dịch bệnh. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có lợi thế về phát triển nghề muối. Thế nhưng trong năm nay, Việt Nam vẫn tiếp tục nhập khẩu 88.000 tấn muối. Trong khi đó, trên hàng loạt cánh đồng muối ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ, muối ứ động trên ruộng mà không có người mua. Làm thế nào để chấm dứt tình cảnh ứ động và rớt giá? Theo các chuyên gia, phải bắt đầu từ việc thay đổi cách làm muối trên cánh đồng. Điều làm nên khác biệt về đầu ra cho hạt muối ở đây chính là muối sạch. Muối được kết tinh trên bạc và phương thức này đã được áp dụng 15 năm qua. Cơ sở luôn không đủ muối để bán cho khách hàng. Giá bán muối kết tinh trên bạc so với muối trên nền đất cao hơn từ 150.000 đến 200.000 đồng một tấn. Vấn đề ở đây là chi phí trải bạc cho 1.000 mét vuông diện tích làm muối ít nhất cũng 80 triệu đồng, nên không phải diêm dân nào cũng đủ vốn để cải tạo ruộng muối từ nền đất sang trải bạc